nhận tiền hỗ trợ nên hỏi cặn kẽ. Đúng rồi, nói chung là mình phải đọc cho kỹ, hỏi cho kỹ, đừng sợ mất lòng. Được thì mình làm, không được thì thôi, chứ còn thật ra nó cũng không có phải là quá vậy đâu, quá ngon ăn đâu. Bạn đó nói đúng á, học dạng địa chỉ sử dụng em thấy nội trú vẫn được thi, nhưng phải xin địa phương, nhưng xong lại phải làm cho tỉnh 5 năm, vậy có nên học hay không? Bây giờ mình học dạng địa chỉ rồi mà địa phương cho mình học nội trú nữa thì người ta đã quá tốt với mình rồi, người ta đã quá tốt với mình mà mình làm, mình học xong người ta nuôi mình thì mình phải phục vụ lại, đó là cái nguyên tắc. Cuộc đời thì mình có vay có trả ha, có cho có nhận, chứ không phải lúc nào mình cũng muốn nhận hết thì nó sẽ không hay. Nói chung người nào đối xử tốt với mình thì nên quý với người ta, đúng không? Địa phương đã bỏ tiền nuôi mình ăn mà ăn học mà tạo điều kiện cho mình ăn học, thì khi mình thành tài mình quay về phục vụ địa phương thì đó là cái điều đúng thôi. Chứ cái gì mình cũng muốn nhận về phần mình, cái gì mình cũng muốn mình tốt hết thì đâu có được, đúng không? Địa phương người ta tiền tiền của dân nó đóng thuế để nuôi mình đi học, thì mình làm gì mình giúp lại dân, giúp 5 năm 10 năm thì cũng bình thường. Các chuyên khoa lẻ như mắt thì sau khi có chứng chỉ hành nghề mình có nên học liền chuyên khoa 1 hay nên đi làm có thêm kinh nghiệm rồi hẳn học chuyên khoa 1 sao? Chuyên khoa mắt thường giấu nghề, thì học chuyên khoa 1 ở y Hà Nội hay y Thành phố Hồ Chí Minh có mổ được những kỹ thuật chuyên sâu như mổ pha cô không ạ? À, khi nào tốt nghiệp trong chuyên khoa 1 nhãn khoa mà vẫn mổ không được không? Chuyên khoa mắt á, cho dù em học tiến sĩ ra chưa chắc em mổ được nữa nha, đó là nghề cha truyền con nối. Chứ không phải là đơn giản đâu. Chuyên khoa 1 á, em muốn mổ pha cô đúng không? Em bắt buộc phải có chuyên khoa 1. Không có chuyên khoa 1 người ta không cho mình học. Có chuyên khoa 1 rồi thì em phải đi phụ được bao nhiêu ca đó, đó rồi xin đi học này nọ rồi mới được đi học. Chứ không phải dễ ăn đâu nha, mắt rất là khó nha. Mắt là một ngành rất là VIP, rất là khó và bắt buộc phải học chuyên khoa 1. Không có chuyên khoa 1 là không có làm được cái gì hết trơn á. Mình phải có tư tưởng cầu tiến, tư tưởng là phải học. Người ta học được mình mới học, mình mới mới làm được. Chứ bây giờ thiên hạ người ta chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 đầy hết trơn rồi, mình bác sĩ ai cho mình mổ? Con gái học y thì tương lai có ổn không anh? Em thấy ít con gái học y quá. Ủa em thấy ở đâu ít? Con gái đầy, bác sĩ đầy đó. Sao mà ít? Quan trọng là có học có thi nổi hay không, điều kiện gia đình mình như thế nào, mình cần, tại sao mình học y? Mình học y là mình muốn cái gì? Mình muốn giàu có hay là mình muốn chứng tỏ mình giỏi hay là mình muốn yêu nghề hay là gì? Chứ còn con gái học y nhiều mà. Nói chung bây giờ càng ngày nó càng khó, tất cả những cái lĩnh vực nó đều cạnh tranh rất là khắc nghiệt ha, không phải ra đời là thành công dễ dàng đâu. Nói chung là giờ dân số quá nhiều rồi, mà dân số càng nhiều thì càng nhiều người giỏi, càng nhiều người giỏi thì mình phải cạnh tranh nhiều, mình mới có cái vị trí tốt, có công việc tốt và có cái cuộc sống tốt, nó vậy đó. Nhiều như con gái mà mấy nếu em đẹp, nếu em đẹp mà em có năng khiếu rồi chịu công dung ngôn hạnh, biết học nấu ăn rồi giao tiếp tốt, nói chuyện đầm thắm dịu dàng, thì cố gắng học thêm một cái bằng cấp đại học gì đó nữa thì sau này cưới đại gia thì tương lai sẽ tốt, nó vậy đó. Em năm nay 22 tuổi đã tốt nghiệp điều dưỡng nhưng em thấy không muốn theo nghề nên đã ôn thi lại để tháng 7 thi đại học. Gia đình em thì cũng có đủ khả năng để nuôi em tiếp tục học phổ y và em cũng đã quen với môi trường bệnh viện nên rồi dự định thi lại bác sĩ, chắc chỉ top trường top 2 thôi. Em cũng biết học khá lâu và khó nhưng sau khi xem video của anh thì bắt đầu suy nghĩ nên học cái khác. Sau khi tìm hiểu thì thấy các ngành bên kinh tế kỹ thuật cũng khá nhiều thứ khó khăn chứ không dễ dàng gì. Hiện tại em rất là mông lung. Mong anh có tiếp tục theo nghề y hay không hay sang hướng khác đây. Nói chung là em thấy là anh không chê gì giáo dục Việt Nam nhưng mà giáo dục Việt Nam đào tạo ra 18 tháng 18 năm anh cũng vậy thôi, bản thân anh cũng vậy. Hồi đó anh học y là không phải anh thích y đâu. Gia đình kêu anh học bác sĩ. Kêu học bác sĩ anh mới đi học mới thi y thôi chứ anh đâu có thích y. Cái nền giáo dục Việt Nam á là cái nền giáo dục mà không có phát huy được cái gọi là cái đam mê của học sinh. À, tức là nó không có khiêu gợi được cái niềm đam mê, nhiều khi học 18 năm xong giờ không biết làm cái gì luôn.
không biết ra đời là tôi nên làm cái gì, tôi nên học cái gì đó. Là bây giờ thật sự anh cũng không biết sao luôn. Bản thân anh thì hồi xưa anh cũng đâu biết đâu, và ở Việt Nam mà muốn học được những cái trường mà khai phá bản thân thì các em phải bỏ rất nhiều tiền, học những trường quốc tế này nọ thì may ra mới được vậy thôi. Chứ còn giờ học giáo dục của mình lớp 1 đến lớp 2, lớp 12 lên lớp đại học cũng không biết làm gì luôn. Nói chung là như anh đã nói như trước rồi đó, bây giờ con người rất là nhiều, người ta cạnh tranh nhau rất là dữ, tất cả các ngành nghề luôn nó cạnh tranh khốc liệt luôn. Mình mà không giỏi là mình không có làm được gì hết trơn á. Còn bây giờ thì đó, như em bây giờ em cũng không biết là em làm sao, thì anh làm sao mà biết được. Học y thì nó con đường nó phải dài, nhưng mà có rất là nhiều người ta có chí đúng không, giống như mấy anh trong bệnh viện Bình Dân cũng có nhiều anh là kỹ thuật viên xong rồi cái kỹ thuật viên thôi á, rồi xong người ta phải học thêm 2 năm y sĩ, học 2 năm y sĩ xong người ta lại học thêm 4 năm bác sĩ đó, rồi giờ học bác sĩ xong rồi bây giờ người ta phải học lên chuyên khoa nữa, học rất là dài 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 như vậy đó. Thì về già nó mới có tương lai chứ, còn em thấy không, không học tuổi trẻ không học, bỏ thời gian học thì về già sao mà khá nổi. Rồi bây giờ quan trọng là em muốn gì, ví dụ như em muốn kiếm tiền, kiếm tiền thì có nhiều cách kiếm tiền, kinh doanh cũng là một hình thức kiếm tiền, nhưng mà đại khái là mình phải biết mình thích cái gì. Khi mà mình thích cái gì đó mình làm cái đó, mình làm cái đó thì mình mới giỏi được, mà khi mình giỏi cái đó thì mình mới có tiền được vậy thôi. Còn nếu như cái trong cái cuộc sống này làm sao mà nó bình yên, nó vui vẻ, thì sẽ có một video khác anh sẽ phân tích cái vấn đề đó.